Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với loa kéo xanh. Trước mắt quý vị là hai chiếc loa kéo Sonanco SN156V và chiếc Temiseng ED1517. Hai chiếc loa kéo này đều có thiết kế vỏ gỗ, đều chung một mức giá chỉ 5.300.000 đồng tại loa kéo xanh. Chiếc Sonanco SN156V thì đã quá quen thuộc với quý vị rồi. Nó xuất hiện trong rất nhiều video clip mà mình vừa làm trong thời gian qua. Tuy nhiên, chiếc Temiseng ED1517 kia thì nó mới xuất hiện trong một vài video gần đây. Và rất nhiều quý vị đã inbox, gọi điện, nhắn tin cho mình hỏi rằng trong hai cái loa này thì cái nào đáng mua hơn, cái nào cho chất âm hay hơn, hát karaoke tuyệt vời hơn. Và chính vì thế, trong video này mình sẽ làm một bài test so sánh hai chiếc loa này để quý vị có được cái lựa chọn và cách nhìn đúng đắn hơn. Xin mời quý vị theo dõi âm thanh phát ra từ chiếc Temiseng ED1517. Quý vị hãy dõi theo góc quay của camera để cảm nhận âm thanh một cách chân thực nhất. Cả hai chiếc loa này đều được trang bị một thiết kế vỏ gỗ với hệ thống loa 3 đường tiếng bao gồm một bass 4 tấc, một trung và một check kèn. Do đó nó mang lại âm thanh đầy nội lực với giải trong cực kỳ chắc và sâu. Âm thanh vô cùng hoành tráng, chân thực. Quý vị lưu ý, âm lượng đang ở mức chỉ 45%, chưa được một nửa mà âm thanh của nó đã hoành tráng như thế này rồi. Tiếp theo, xin mời quý vị thưởng thức âm thanh phát ra từ chiếc Sonanco SN156V. Giải trầm của nó rất uy lực. Chiếc loa này có cái e căng được làm màu đen cho nên quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy cái củ loa bên trong. Đây là bass 4 tấc. Ở dưới là hai lỗ thông hơi. Trung của nó có đường kính 15 và bên này là cái check kèn. Quý vị có thể cảm nhận được cả hai chiếc loa đều cho ra một cái giải trầm đầy uy lực. Tuy nhiên, cái chiếc Sonanco SN156V này nó tạo ra cái tiếng bass mềm mại và sâu hơn, hay như quý vị còn gọi nó là nick tai, cảm giác nghe nó dễ chịu hơn. Trong khi đó, chiếc Temiseng ED1517 nó cho ra một cái âm thanh nó mãnh lực hơn với trung âm và dải cao được tái hiện chi tiết sắc nét hơn. Tuy nhiên, giải trầm của nó không được êm và mượt giống như trên chiếc Sonanco SN156V này. Nhìn chung, mình đánh giá về chất âm, hai chiếc loa này ngang phèo. Nếu như Sonanco SN156V nó lợi về mặt độ chi tiết, độ ấm áp, mềm mại thì chiếc Temiseng ED1517 nó mang lại một cái sức mạnh đến từ công suất. Nó cho cái âm thanh nó sáng hơn, nội lực hơn. Nếu như quý vị sử dụng ở ngoài trời, ở những nơi đông người, ở những nơi ồn ào, những cái lúc mà quý vị đòi hỏi một công suất phát đặc thực sự lớn,
thì chiếc Temiseng ED1517 nó chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, khi mà quý vị sử dụng ở trong nhà, ở những nơi yên tĩnh, quý vị đòi hỏi một cái chất âm nó thực sự là dễ chịu, xuất sắc, với tải bass nó mềm mại, sâu lắng, trung âm ngọt ngào, thì chiếc Sonoco N156B nó sẽ ghi điểm và thường được lòng quý vị. Cả hai chiếc loa này đều rất đáng mua với số tiền bỏ ra chỉ 5.300.000 đồng. Quý vị thân mến, về khả năng chơi nhạc thì mình đánh giá hai chiếc loa này là như nhau. Thế nhưng khả năng hát karaoke thì sao? Và trên tay mình đây là hai chiếc micro của hai loa kéo. Chiếc mic màu đỏ này của loa kéo Sonoco N156V, còn chiếc mic màu vàng là của loa kéo Temiseng ED1517. Và quý vị hãy cảm nhận âm thanh của nó để đưa ra một cái đánh giá của cá nhân mỗi người. Đây, quý vị có thể cảm nhận được âm thanh đang phát ra từ chiếc Temiseng ED1517. Thì cái micro của loa này nó cho cái tiếng nói rất là sáng và trong trẻo. Đặc biệt là giọng nói của mình nó được thể hiện rất là chân thực. Từng hơi thở, từng tiếng nói được phát ra, nó được đưa vào micro, sau đó chuyển vào loa và xử lý. Nó tạo ra cái tiếng nói rất là mượt mà. Và bên cạnh đó thì tiếng vang, tiếng nhại nó cũng rất là mượt. Trong khi đó quý vị nghe cái chiếc Sonoco này thì micro của nó thân trầm, tức là âm giải trầm của nó lấn, có vẻ lấn át những cái giải khác. Quý vị cảm nhận được là tiếng nói của mình nó được thể hiện rất ấm áp, rất là ấm. Những quý vị nào mà thích micro ấm và những quý vị có giọng cao, quý vị muốn giọng của mình nó trầm ấm, nó ngọt ngào hơn, thì quý vị sẽ thích cái chiếc Sonoco này hơn. Cảm giác micro nó nghe rất mịn tai, đặc biệt là khi quý vị nói, phát biểu hoặc là hát với những cái bài hát theo phong cách nhẹ nhàng thì micro của nó rất phù hợp. Còn nếu quý vị muốn một cái giọng hát của quý vị nó được thể hiện trong trẻo, chi tiết, nó cao trào, nó mạnh mẽ, nó sáng hơn, quý vị sẽ thích cái micro của loa kéo Temiseng ED1517 hơn. Nó mang lại một cái hiệu ứng vang nhã, đồng thời là tiếng nói, tiếng hát nó được tái hiện rất chân thực và nó có cái độ trong trẻo chi tiết. Giọng ca của quý vị sẽ cao vút lên và được xử lý nhân nhuyễn hơn. Cảm giác khi mà hát karaoke nó cho cái cảm giác nó gần như quý vị hát những cái bộ dàn karaoke chuyên nghiệp, giống như ca sĩ người ta hát vậy. Cả hai chiếc loa này đều đang được phân phối chính hãng tại loa kéo xanh với giá chỉ 5.300.000 đồng, với chế độ bảo hành lên tới 12 tháng. Có nghĩa trong quá trình sử dụng 12 tháng, nếu chiếc loa có bất kỳ lỗi gì, quý vị được bảo hành. Đồng thời tại loa kéo xanh, quý vị được dùng thử 7 ngày miễn phí. Trong vòng 7 ngày, nếu quý vị không ưng sản phẩm, không thích chiếc loa, có thể mang qua loa kéo xanh để chúng tôi đổi một sản phẩm khác cho quý vị không mất chi phí. Đó là một cái ưu đãi tuyệt vời tại loa kéo xanh mà hầu hết các cơ sở bán lẻ âm thanh không có, quý vị được đổi thoải mái trong vòng 7 ngày. Mình đã trải qua phần đánh giá chất lượng âm thanh nghe nhạc và chất lượng micro. Tiếp theo, với thời lượng pin, cả hai chiếc loa kéo này đều được trang bị bình ắc quy dung lượng cao cho thời gian sử dụng thoải mái. Tuy nhiên, về thời lượng pin thì cái chiếc Temiseng kia nó có phần vượt trội hơn, bởi vì nó được trang bị ắc quy dung lượng cao lên tới 18 Ah. Nó sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn là chiếc Sonoco. Tuy nhiên, với bình ắc quy dung lượng 12 Ah
chiếc Sonaco này vẫn có thể chụp được trên 4 tiếng. Nhờ đó, quý vị có thể là sử dụng thoải mái ở ngoài trời, ở những nơi không có nguồn điện mà không lo lắng thiết bị mất điện trong quá trình sử dụng. Nên quý vị hoàn toàn yên tâm về thời lượng pin của hai chiếc loa cáo này. Tiếp theo, về kích thước thì hai chiếc loa có kích thước coi như là như nhau, bởi vì sở hữu bát 40 đồng thời là vỏ gỗ, cho nên về thiết kế và kích thước quý vị hoàn toàn có thể coi chúng không khác gì nhau cả. Tiếp theo, về trọng lượng, chiếc Sonaco SN156B có trọng lượng là 25 kg, nó nhẹ hơn trọng lượng 30 kg trên chiếc Tempiseng ED1517. Với cái trọng lượng lớn hơn thì việc di chuyển nó cũng gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, đi kèm với trọng lượng thì chiếc Tempiseng ED1517 nó tạo ra một cái âm thanh với công suất lớn hơn khá đáng kể. Âm thanh nó chắc hơn, đặc biệt khi quý vị chơi nhạc hoặc hát karaoke ở mức âm lượng tối đa thì cái chiếc Tempiseng ED1517 nó mang lại cái âm thanh nó thực sự là ấn tượng hơn khá rõ rệt so với chiếc Sonaco SN156B. Còn về cái mặt thiết kế nói chung thì cả hai này đều thiết kế vỏ gỗ, tuy nhiên trên cái chiếc Sonaco SN156B cái mặt gỗ này nó được dán ở ngoài nhẵn, cho nên nó khá bị dễ xước. Cái khả năng chống chịu những va chạm vật lý nó có phần kém hơn so với chiếc Tempiseng ED1517. Nó được phủ một cái lớp nhựa bên ngoài và lớp nhựa này đã chống chảy rất tốt. Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm với những va chạm vật lý trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì cả hai chiếc loa này đều trang bị được bánh xe và tay kéo, cho nên cái việc di chuyển nó hoàn toàn giống nhau, không có sự khác biệt. Xin được kết thúc video tại đây. Quý vị có nhu cầu mua loa hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ số điện thoại trên góc màn hình, hoặc quý vị có thể truy cập website loakeosanh.com để tham khảo các sản phẩm khác. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.